Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ 15. Hội thi được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, học hỏi lẫn nhau, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền tại các địa phương, đồng thời thiết thực phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân. Với sự tập luyện hăng say của đội ngũ diễn viên, cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang phục, đạo cụ, chương trình của huyện Quốc Oai đã được dàn dựng công phu, hoành tráng, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho ban giám khảo và khán giả. Kết thúc hội thi, huyện Quốc Oai được ban tổ chức hội thi trao giải nhì toàn thành phố. Hội thi tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ 15 được tổ chức trong thời gian từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2023, thu hút sự tham gia của 26 đơn vị. Hội thi chia thành 5 cụm Sơn Tây, Long Biên, Quốc Oai, Ba Vì và Phú Xuyên. Trong đó, cụm 3 được tổ chức vào tối ngày 2 tháng 10 tại sân vận động xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, gồm các quận huyện Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Quốc Oai, Mỹ Đức và Thanh Trì. Tham gia hội thi, các đội tuyên truyền lưu động tại cụm thi thứ 3 đã trình diễn trước ban giám khảo và đông đảo nhân dân chương trình tuyên truyền có nội dung chủ đề phong phú, như tuyên truyền việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, triển khai hai quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Huyện Quốc Oai tham dự hội thi với tư cách là đơn vị chủ nhà. Huyện tham dự với 3 tiết mục ca mối nhạc kết hợp tuyên truyền, hát múa bài ca xây dựng nông thôn mới, hát múa về miền Phú Quốc, hát múa đồng hành cùng nông thôn mới, kết hợp với tiểu phẩm kịch tuyên truyền Đất Hương Hỏa. Với sự tập luyện hăng say của đội ngũ diễn viên cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang phục, đạo cụ chương trình đã được dàn dựng công phu hoành tráng, đẹp mắt theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, lấy ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật tuyên truyền mục đích và ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai. Các tiết mục mà đội Quốc Oai tham gia dự liên hoan được ban tổ chức đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, đa dạng về hình thức thể hiện, các diễn viên nhiệt tình, tâm huyết, hát hay, múa đẹp, đúng chủ đề hội thi. Đặc biệt với tư cách là đơn vị đăng cai tổ chức hội thi cấp cụm, ban tổ chức hội thi đã đánh giá cao huyện Quốc Oai đã làm rất tốt công tác khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức, công tác tuyên truyền và đón tiếp các đoàn đến tham dự hội thi. Trong đó, ấn tượng nhất đó là lượng khán giả đến xem và cổ vũ cho các đơn vị chật kín sân từ khi chương trình bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tất cả đã tạo nên thành công tốt đẹp cho hội thi tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ 15 tại cụm thi thứ 3 huyện Quốc Oai. Tổng kết hội thi của 5 cụm thi toàn thành phố, huyện Quốc Oai đã xuất sắc giành giải nhì. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị công bố quyết định kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ điện trên địa bàn huyện Quốc Oai. Theo đó, Hội đồng Nhân dân huyện thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ điện và tiếp thu, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý điện tại Công ty Điện lực Phòng Kinh tế huyện, xã Phú Cát, Nghĩa Hương, Cộng Hòa, thị trấn Quốc Oai và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giám sát theo quy trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Thời gian giám sát dự kiến trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2023. Hình thức giám sát sẽ thông qua báo cáo và giám sát trực tiếp tại một số cơ quan đơn vị địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai yêu cầu các đơn vị là đối tượng giám sát trong đợt này sớm hoàn thiện các báo cáo kịp thời gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Đoàn giám sát tổ chức giám sát theo đúng quy định của pháp luật, giám sát đảm bảo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Việc giám sát phải khách quan, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của các đơn vị. Kịp thời kiến nghị với các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại thiếu sót, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điện trên địa bàn huyện. Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn thí sinh dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức, về tham quan du lịch tại huyện Quốc Oai vào chiều ngày 7 tháng 10. Sáng nay, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị thống nhất phương án đón tiếp đoàn.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện và Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội đã trình bày nội dung kế hoạch tổng thể và kịch bản đón tiếp đoàn thí sinh dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2023. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực Chùa Thầy và Tuần Châu. Sự chuẩn bị chu đáo đón tiếp đoàn là cơ hội tốt để quốc oai quảng bá hình ảnh đất nước, con người hiền hòa và hiếu khách đến bạn bè thế giới thông qua hình ảnh, du lịch văn hóa tâm linh và các hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Trong thời gian đến với quốc oai, các thí sinh sẽ được trải nghiệm các hoạt động như tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và tham quan nhà truyền thống xã Sài Sơn, xem biểu diễn cá heo, giao lưu văn hóa văn nghệ, ẩm thực chợ quê và thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị các cơ quan liên quan bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình đoàn du lịch tham quan tại huyện, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, các điều kiện về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí 20 đoàn viên biết tiếng Anh đón và giao lưu với các hoa hậu khi đến Chùa Thầy và Tuần Châu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền quảng bá về sự kiện trên cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin từ huyện đến cơ sở để thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 4 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Cát tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm di tích lịch sử kiểu mẫu và mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn tại xã Phú Cát. Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập quy chế hoạt động và ra mắt mô hình điểm di tích lịch sử kiểu mẫu tại đình làng thôn 5 xã Phú Cát, gồm 20 thành viên là hội viên chi hội thôn 5 và thôn 6. Mô hình ra mắt nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân và du khách thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý di tích, biến hành động trở thành thói quen, thành nếp sống của mỗi người dân, du khách khi đến tham quan vãn cảnh tại di tích. Mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn năm 2023 trên địa bàn xã Phú Cát gồm 80 thành viên đại diện cho 80 hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia. Mục đích của mô hình nhằm làm giảm lượng rác thải phát sinh ra môi trường, đồng thời giảm chi phí vận chuyển, xử lý và biến rác thải thành các sản phẩm hữu ích để tái sử dụng. Từng bước làm cho người dân thay đổi nhận thức và có trách nhiệm thực sự trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Tham gia mô hình, các hộ sẽ được nhận hỗ trợ một phần men vi sinh và một thùng nhựa để ủ rác. Ngày sau lễ ra mắt, các thành viên tham gia mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn năm 2023 xã Phú Cát đã được điều phối viên của Trung tâm Phát triển và Hội nhập tập huấn các nội dung về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường 2020, cách phân loại rác thải, đồng thời hướng dẫn thực hành kỹ thuật ủ rác hữu cơ thành phân bón. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.